Chuyện ba cô gái. Ngày xưa ở một làng nọ, có một người mẹ có ba cô con gái. Người cha mất sớm nên người mẹ phải làm lụng rất vất vả để nuôi ba chị em. Được mẹ yêu thương chăm sóc chu đáo nên ba chị em lớn nhanh như thổi, cô nào cũng xinh đẹp như trăng rằm. Thế rồi các cô cũng đến tuổi lấy chồng. Chị cả đi lấy chồng, chị hai đi lấy chồng và cô út cũng đi lấy chồng. Bà mẹ ở nhà một mình, tuổi mỗi ngày một cao, sức mỗi ngày một yếu. Một hôm, bà thấy trong người rất mệt, nghĩ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bà nhớ các con, nhưng cô nào cũng ở rất xa. Bà liền viết thư và nhờ sóc con mang đến cho các con của bà. Sóc con đi ròng rã một ngày một đêm thì đến nhà chị cả. Thấy chị cả đang ngồi cọ chậu, sóc con liền đưa thư cho chị và nói: "Chị cả ơi, mẹ chị đang ốm đấy, chị hãy về thăm mẹ chị đi." Nghe sóc con nói, chị cả liền đáp lại: "Mẹ chị đang ốm mà, nhưng chị còn phải cọ chậu chứ về thăm mẹ được." Nghe chị cả nói, sóc con giận dữ: "Mẹ chị đã nuôi các chị lớn như thế nào mà giờ mẹ ốm cũng bận không về thăm mẹ được. Thôi, chị cứ ở đó mà cọ chậu suốt đời." Sóc con vừa nói dứt câu thì lạ thay, chị cả biến thành con rùa bò ra khỏi nhà. Sóc con lại đi ròng rã một ngày một đêm thì đến nhà chị hai. Chị hai đang ngồi xe chỉ, sóc liền đưa thư của mẹ cho chị hai: "Chị hai ơi, mẹ chị đang ốm đấy, chị hãy về thăm mẹ chị đi." Chị hai liền nói: "Ôi, chị thương mẹ chị quá, nhưng chị phải xe cho xong chỗ chuyện này đã rồi mới về thăm mẹ được." Nghe chị hai nói xong, sóc con cũng rất giận dữ và mắng: thương mẹ mà phải xe cho xong chỗ chị rồi mới về thăm mẹ. Thôi, chị cứ ở đó mà xe chị suốt đời đi." Sóc vừa nói xong thì chị hai liền biến thành con nhện suốt đời dân tơ. Sóc con lại lên đường, đi một ngày một đêm thì đến nhà chị út. Chị út đang nhào bột làm bánh, nghe sóc con báo tin mẹ ốm, chị vội vàng chạy về thăm và chăm sóc mẹ. Thấy chị út thật tình thương mẹ, làng xóm ai ai cũng quý mến và khen chị là người con hiếu thảo. Chị út đã sống hạnh phúc đến hết đời.